Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với FA Channel. Thì trong video ngày nay chúng ta sẽ bắt đầu review chế độ Minecraft. Và đây là map bắt cua, một trong những map chế độ hay nhất của tập kích phiên bản 3.0 sắp tới sẽ update ở Việt Nam. Ok, mình sẽ tiến hành bắt cua. Ui, hay quá, chưa hết. Ôi, hú hồn. Hú hồn. Nhảy qua được rồi anh em ạ. Mình sẽ nhảy qua được rồi, mình nhảy qua được rồi, mình nhảy qua được rồi. Thì các bạn cảm thấy video này hay và hữu ích thì đừng quên ấn like cũng như là subscribe, đăng ký FA Channel để ra xem những video mới nhất từ mình. Và bắt cua thôi, rớt rồi. Khi mà rớt thì chúng ta hãy trèo lên ở những cái vị trí này. Ok, map mình bắt cua ở đây là map Dead Room, một trong những map khó nhất của chế độ bắt cua. Và nó thực sự rất là khó. Ui, hay quá. Thì trong chế độ bắt cua anh em vẫn có zombie nhé. Và chúng ta có 3 phút để hoàn thành chặng đường này, một hoặc là bị zombie thiến. Anh em hãy anh em đấy là sự lựa chọn của tất cả các bạn. Một là 3 phút hoàn thành vào cái chặng đường mà bắt cua này, hai là bị zombie thiến. Và mình thì đã hoàn thành 2/6 chặng đường rồi. Không biết là mình có thể hoàn thành kịp cái video ngày hôm nay không, cái map này không. Đâu nhỉ, sao chui vào đây nó âm u khó khăn thế này. Rồi mình sẽ chui qua đây lượn lách. Ôi rồi rồi rồi, tít hết đường rồi. Wow, rất là khó anh em ạ. Lạc vào đây giống như kiểu là mê cung vậy. Không hết đường nào mà dần. Mình phải xem lại nào. Mũi chích. Úi dồi ôi. Sao lại quay trở lại từ cuối này. Chui vào lại nào. Ok. Có vẻ là chế độ bắt cua này nó hơi khó đối với mình. À, mình đã qua rồi này anh em ạ. Rồi chúng ta sẽ tới với lại cái thử thách tiếp theo. Chúng ta sẽ nhảy lên những cái xanh này. Rồi, hay quá. Rồi nhảy qua đây. Và qua đây. Qua đây. Các bạn là hơi khó đấy. Qua đây. Liệu trong vòng 3 phút thì mình có thể vượt qua cái thử thách này không? Nếu mà trong vòng 3 phút mình có thể hoàn thành cái map này thì anh em đừng quên, đừng có ngần ngại gì mà ấn like và subscribe FA Channel ngay và lập tức đi nhá. Cảm ơn các bạn rất là nhiều, hi hi. Rồi, qua rồi. Úi dồi. Cái gì đây? Ôi, rớt rồi anh em ạ. Ôi, có những cái thùng, chúng ta sẽ nhảy lên những cái thùng tím này để vượt qua thử thách. Úi dồi, ôi, khó khăn, chồng chất khó khăn. Không biết mà khi nào chế độ này mà về Việt Nam thì anh em đam mê bắt cua cũng như là đam mê bike Minecraft sẽ ra sao nhỉ? Các bạn comment cho mình biết nhé. Các bạn có hóng chế độ Minecraft và đợt big update lần này không? Các bạn hãy comment cho mình biết để chúng ta còn hóng nữa chứ. Úi dồi. Ấy qua rồi anh em ạ. Rồi. Bắt cua qua đây nữa. Ôi như vậy là mình đã hoàn thành chặng đường. Chỉ mất khoảng chừng hơn 3 phút một tí thôi. Gần 3 phút một tí thôi. Đấy, mình đã hoàn thành victory rồi, chiến thắng. Như vậy là các bạn hãy đừng ngần ngại bấm like và đăng ký FA Channel ngay lập tức. À, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chúng ta sẽ tiếp tục chặng đường nào. À, và mình sẽ thử nhảy qua vài lần xem là cho nó quen. Xem là cái này có khó không. Đối với mình thì nó cũng khá là dễ đấy. Một con còn xách đít chạy nhanh hơn cả mình cơ. Ui. Ui. Tiếp tục. Mình hiện tại thì mình chỉ phát hiện cái map này là map bắt cua thôi, còn những cái map khác thì mình chưa tìm hiểu. Có lẽ mình sẽ lên một cái video sau về chế độ bắt cua và map tiếp theo mà chúng ta sẽ chơi nhé. Rồi, hay quá, đây là lần thứ hai mình chơi cái map này. Đừng, đừng nhảy quá xa. Rồi, mình đã qua rồi. Chui vào đây giống kiểu chui vào mê cung vậy. Không có đường ra luôn. À rồi rồi rồi. Ngựa quen đường cũ, mình đã tìm được đường ra rồi. Rớt. Thật là bất ngờ. Nhảy lên lại, nhảy lên lại. Và có anh bạn của mình đã chạy trước. Quá là nhanh và quá là nguy hiểm. Ôi rồi. Mình còn 1 phút 56 giây. 56 giây, 1 phút 56 giây để hoàn thành chặng đường tiếp theo. Ôi khó khăn quá các bạn ơi.
Đoạn đầu thì mình vượt khá là dễ nhưng mà sau tới khúc này nó lại xui xẻo như này nhỉ. Rồi qua rồi. Tiếp tục nào. Ui, không xong. Không xong, không xong, không xong, không sao, không sao. Cố lên. Lại rớt. Có lẽ bây giờ mình khá là run. Có lẽ bây giờ mình khá là run như khi mình nhảy nó ngáo ngáo cái gì ấy. Ok, lần đầu tiên mình còn được, tại sao lần thứ hai lại không? Tiếp tục bắt cua thôi. Tiếp tục nào. Vâng. Tiếp tục. Và tiếp tục. Mình sẽ... Hay quá. Ui dồi ôi, rớt rồi anh em ơi. Leo lên ở đây. Và mình còn 50 giây để hoàn thành thử thách. Có lẽ map này bắt cua khá là dễ. Hoàn thiện vài lần cho quen là được thôi. Rồi. Úi, úi. Mình đã hoàn thành thử thách này sớm hơn dự tính. Hồi nãy là mất tới gần 3 phút. Còn bây giờ thì chỉ mất khoảng chừng 2 phút 50 giây, 2 phút 30 giây mình đã hoàn thành. Và các bạn thì khi mà hoàn thành cái map này các bạn có thể bắn zombie thoải mái. Đó, các bạn phải đứng phía trên để bắn. Đây là cây AK. AK Alloy. Super Alloy AK-47. Một trong nhiều vũ khí mới. Và có lẽ mình sẽ làm một cái video riêng dành cho khẩu này. Các bạn đừng quên đăng ký FA Channel của để xem những video mới nhất đó. Và lần tiếp theo mình sẽ thử nghiệm xem là mình có thể hoàn thành thử thách này trong vòng bao lâu. Hy vọng là mình sẽ phá kỷ lục. Ok. Đấy, bắt đầu quen rồi. Bắt đầu quen rồi anh em ạ. Liệu mình có thể hoàn thành thử thách này trong vòng 1 phút không? Có thể. Có thể lắm chứ. Ôi, đường nào mà chạy đây? Không biết đường nào mà lần. Rồi ra rồi, ra rồi. Ra rồi, tiếp tục, tiếp tục. Rồi rớt rồi anh em ạ. Này mình bị rớt rất là nhiều. Nhưng mà lần này sẽ bớt ngu. Ông nào mà không bắt cua kịp thì biến quái. Thế thôi. Yeah. Come on. Ui rồi, ui rồi rớt rồi. Mình có lẽ là cái khúc này mình làm hơi nhanh. Chứ là bị rớt. Đấy, khi mà bắt quen map rồi thì anh em bắt cua mình nghĩ dần 1 phút là thôi, 1 phút là xong thôi chứ không cần phải nhiều. Và các bạn có thích chế độ bắt cua này không thì hãy comment cũng như là mình muốn mình làm những video bắt cua tiếp theo thì hãy comment, like và subscribe nhiệt tình vào để mình làm những video mới hơn nữa. Đó. Ôi nó phải chất như thế chứ. Ông nào lại cho ăn bom mù rồi. Khám thế. Liệu lần này mình có thể phá kỷ lục không? Chắc chắn là phá kỷ lục được rồi anh em ạ. Rồi, lần này thì mình chỉ mất khoảng chừng 1 phút 30 giây để hoàn thành thử thách. Và bây giờ mình sẽ đi nỉa zoom. Bắn zoom. Đứng trên cao và hấp diêm zombie thôi. Không biết bạn zoom của mình thì không biết nằm đâu rồi. Mình tìm khá là khó. Có vãi đái không? Ôi ao đấu này. Nhảy kinh thật. À, bạn đã bị rớt xuống phía dưới. Đây đây đây. Này, này thì sốt mặt lờ này. Đâu rồi, không dám chui lên nữa. Ha ha. Một cái kết quá đáng. Rồi. Không cận chiến được. Hơi khó đấy. Đâu rồi bạn ơi? Có lẽ mình sẽ xuống mình săn luôn. Không có ai cả. Khi mà nhảy xuống rồi chúng ta sẽ không quay lại được nữa đâu. Trừ phi là các bạn có thể bắt cua lại từ đầu. Nếu các bạn nhảy từ đầu thì các bạn phải bắt cua lại từ đấy. Đấy như mình ở đây. Giờ phải bắt cua lại thì rất khó khăn.
Ok, và anh em xem clip của mình nhớ ấn like, đăng ký FV Channel để xem những video mới nhất từ mình. Và đừng quên comment ý kiến của bạn xuống dưới phần bình luận của video này. Video ngày hôm nay thì chúng ta chỉ review qua cái map bắt cua này như vậy thôi. Các bạn cảm thấy thích thì đừng quên ấn like và đăng ký. Mình sẽ kiếm những cái map bắt cua khác để thực hiện thử thách cho bạn xem. Như vậy thì đối với một khoảng thời gian là 1 phút 30 giây mình hoàn thành cái thử thách này. Nó thực sự quá là nhanh luôn. Ok, xin chào các bạn nhá. Chào các bạn, không biết mấy ông này có nghe không, có hiểu không. Bye bye FI Channel YouTube. Thank you apps. Là thanh app đi. Đúng rồi, thanh du thì nó hơi hơi ít người. Và thanh app là thanh cảm ơn tất cả. Yeah. Ôi thằng mập kìa. Ôi thằng quỷ mập kìa. Thằng kinh công kìa anh em ơi. Sao thằng kia nó leo nhanh thật. Ôi thằng này nó phải leo chừng gần 50 giây là xong xong rồi. Bây giờ thì mình chỉ đứng đây và bắn. Không cần phải chạy làm gì cho nó mệt. Wow. Cận chiến luôn. Cận chiến luôn cho mày lầy nhá. Anh em quay là khá là cây cú trong tình huống đấy. Nhưng mà biết sao được. Đời mà. Ui, đấy bắt cua khá là dễ, không có gì khó cả. Thì anh em tập trung một tí là có thể bắt cua được rồi. Rồi, xin chào các bạn. Nếu các bạn cảm thấy video này hay và các bạn muốn mình review cây AK Super Alo AK47 này thì hãy comment cho mình biết. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Lần này là kết thúc thật đấy. Không còn câu giờ đâu. Bây giờ 6 giờ tối rồi, chưa mình có miếng gì đóng bụng đang sôi lên đây. Muối là thích chích. Nãy giờ làm video thì muối nó chích 3-4 phát. À, anh em nếu muốn cảm ơn mình thì đừng quên click vào quảng cáo để mời mình ly nước hoặc là mua cho mình cái gì nhỉ? Mình xịt muối chẳng hạn. Oh, xin chào bạn. Cái này là chào không biết lần thứ mấy luôn rồi các bạn ạ. Tắt 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 tắt.